Đồng chí bây giờ được thăm quân hàm là binh nhì. Thế này đó con là làm cứu hỏa. Chú đó lấy vòi nước với bình chữa cháy. Mấy chú đó sợ chữa cháy. Từ ước mơ là lính cứu hỏa rồi chị mới hỏi sao, nói con thích làm chữa cháy để cứu người ta. Chị rất là mừng, rất là hạnh diện con mình nó nhỏ mà nó có cái mầm non như vậy. Thì cháu nhập viện ngày 26 tháng 4 tới giờ. Bác nói là cháu nó bị ung thư máu rất là nặng. Lúc đó là chị cũng như là chết nữa thằng người. Nói chung là chị ngồi chị khóc hoài. Tại vì mình thấy con mình đau đớn lắm. Cũng phải dán cố gắng để là cho cháu. Rồi cháu mới hỏi là mẹ ơi con bị bệnh gì vậy? Sao con nghe ai cũng bị bệnh ung thư máu nè, mà con bệnh gì mẹ không có nói. Rồi hỏi con có sợ không? Nó không, mẹ nói cho con biết đi. Con biết, để con biết con bệnh gì. Cái chị mới nói là con bị ung thư tủy. Cháu nói một ngày nó có con bệnh nặng rồi con chết rồi mẹ có khóc không? Cháu lại hỏi gì? Rồi chị mới nói không sao đâu, con sẽ qua khỏi. Con gắng cố vượt lên là con sẽ qua khỏi nha. Giờ cháu mới nói con sẽ niệm Phật thường xuyên để con mau hết bệnh. Các đồng chí đã thực hiện xong nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của mình.